Xin chào các khách hàng yêu quý của DK Brown Beauty, và hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp gỡ một bạn khách hàng rất là thân thiết của DK là bạn Linh, sinh năm 96, và Linh thì đến từ Sơn La. Thì trước tiên là cho mình hỏi thăm Linh là lý do gì mà Linh lại biết đến DK hả Linh? Em có xem trên Facebook ấy, em biết đến DK của mình và em cũng tìm hiểu qua những người bạn của em ạ. Mình không Linh đã từng sử dụng những dịch vụ gì tại DK, Linh còn nhớ không? Em sử dụng dịch vụ laser mày và điêu khắc mày cộng thêm một phun môi ạ. Vâng, như mọi người có thể quan sát nhá, là hiện giờ là môi của Linh đã được hơn 2 tháng rồi ạ. Linh là màu hồng baby nhá, màu môi rất là đều này. Là môi thì rất là căng bóng mịn ạ. Nhờ chuyên gia tại DK thì thứ nhất là đi đúng kỹ thuật của châu Âu, là chỉ đi kim trên lớp thượng bì của bề mặt môi thôi. Vậy nên là môi của Linh màu môi bong ra rất là mỏng này. Hơn nữa thì nhờ tinh chất tế bào gốc được đưa vào trong quy trình làm môi nên môi của Linh bong ra màu môi rất trong và mịn. Và ngoài ra thì Linh cũng đã sử dụng công nghệ xóa laser trước khi mà điêu khắc lông mày tại DK ạ. Thì Linh ơi, trong quá trình sử dụng liệu trình xóa lông mày ấy, thì Linh có cảm thấy đau rát hay là khó chịu không? Trong khi sử dụng dịch vụ xóa laser của bên mình ấy, em không cảm thấy đau rát hay là cảm thấy bị tổn thương một chút gì ạ. Trước đây là Linh đã từng đi sửa lông mày ở đâu bao giờ chưa? Trước đây thì em có phun lông mày 4 lần. Và em thấy nó đậm ấy, cộng thêm cả là bị lệch nữa. Là em muốn sửa lại lông mày của mình. Em đến đây và em phải hút laser phải 15 16 lần ấy. Thì nó Như mọi người có thể quan sát nhá, là hôm nay là màu mực của Linh là đã bắt đầu khô rồi ạ. Nên là sẽ hơi đậm một chút xíu, nhưng mà khi mà lông mày này bong ra thì màu mực sẽ tự nhiên hơn, sẽ quyện vào với cả màu lông mày thật của Linh nhá. Và Linh ơi, sau khi bong ra thì màu mực sẽ còn rất nhạt hoặc là chưa đều, thì nó sẽ đẩy dần lên và ổn định trong vòng 45 ngày nhá. Trong thời gian này thì Linh đều có thể ăn uống sinh hoạt như bình thường, tuy nhiên là mình sẽ lưu ý là rửa mặt bằng khăn thôi, tránh té nước lên lông mày nhá. Và nếu như bạn nào mà cũng muốn sở hữu một cặp lông mày tự nhiên và một đôi môi căng mọng như thế này thì bạn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ tại fanpage của DK Eyebrow Beauty, hoặc gọi điện thoại vào hotline 0911 310000 hoặc 0912 310000 để đặt lịch nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của DK ạ. Xin chào mọi người.